thị trấn Aizuwakamachi, Nhật Bản. Chúng ta đến nơi rồi. Thật may mắn là chủ nhân của ngôi nhà này đã bán lại cho chúng ta với giá rẻ. Ôi, thật quá sức tưởng tượng của em. Một căn nhà thật lớn và có sân vườn. Em còn mong đợi gì hơn thế nữa? Tuy trông hơi cũ một chút, nhưng anh sẽ dọn dẹp lại mọi thứ thật ngăn nắp. Đợi khi nào chúng ta dư giả, anh sẽ cho sửa lại căn nhà này cho đẹp hơn. Sao anh lại câu nệ như thế chứ? Em chỉ cần một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng cho hai vợ chồng mình thôi. Không thể nghỉ ngơi ngay được, chúng ta bắt đầu dọn dẹp ngay thôi. Xem ra chủ nhân của ngôi nhà này cũng là một người rất tinh tế. Chỉ cần nhìn cách sắp đặt là biết có thể là một người phụ nữ rất chỉnh chu. Chỉ là ngôi nhà lâu rồi không có ai ở, nên là bụi phủ mờ lên tất cả thôi. Người rao bán có kể gì về người chủ căn nhà này không anh? Anh chỉ biết rằng họ đã rời đi rất lâu rồi. Ngôi nhà này được người quen của họ coi sóc, nhưng họ cũng bỏ đi thành phố khác được một thời gian dài. Điều kỳ lạ là em không hề thấy một bức vẽ nào về chủ nhân căn nhà này cả. Thôi, em đừng tò mò về điều ấy. Để anh sắp xếp đồ dùng của em vào phòng ngủ. Em nghỉ tay chút đi. Em vẫn chưa thấy mệt chút nào. Cũng đã muộn rồi. Để em chuẩn bị bữa tối đã. Chắc anh cũng thấy đói bụng rồi phải không nào? Anh muốn ăn súp tương đậu nành hay rong biển nhỉ? Em nấu món gì cũng ngon hết à. Thật kỳ lạ. Mình có cảm giác như... Mà không, chắc là mình dọn dẹp cả ngày nên mệt mỏi quá rồi. Phải nhanh đi nấu cơm thôi. Ôi, tối quá. Tự nhiên sao lại có cơn gió lạnh lùa vào đây nhỉ? Em đã đóng hết cả cửa rồi mà. Em ngồi yên đây, để anh đi lấy lửa nhé. Nhưng mà có một mình, em thấy hơi sợ. Không được thần hồn nát thần tính. Anh đi một lát, rồi anh quay lại ngay. Iyo à, còn một cửa sổ em chưa đóng, nên gió mới lùa được vào phòng. Vậy ư, làm em bị dọa hết hồn. Có lẽ vừa chuyển đến nhà mới nên em vẫn chưa quen được. Em có cảm giác ai đó đang theo dõi mình vậy. Dần dần rồi, ngôi nhà này sẽ có hơi ấm và bớt cô quạnh hơn. Cũng tại vì nơi đây lâu rồi không có người ở. Em đừng suy nghĩ linh tinh nhé. Iyo, Iyo, làm ơn, Iyo. Iyo ơi, giúp tôi với, lạnh quá. Tiếng của ai vậy? Có lẽ mình nằm mơ chăng? Iyo, Iyo, làm ơn, Iyo. Iyo ơi, giúp tôi với, lạnh quá. Lần này thì đúng có người gọi mình rồi. Không phải mình mơ ngủ. Ai đó? Mi là ai? Và Mi muốn gì? Iyo, Iyo, tôi muốn gặp cô. Đây rồi, mình đã chuẩn bị trước. Thứ bùa này có thể trừ được ma quỷ. Mi biết đây là gì không? Đây là Ofuda, một lá bùa do một tu sĩ địa phương rất giỏi đã yểm bùa phép và thần chú trừ tà. Nếu Mi không rời bỏ ngôi nhà này thì ngươi sẽ hồn bay phách lạc, mãi mãi không được siêu sinh đâu. Trời ơi, Iyo, em làm sao vậy? Người em toát hết cả mồ hôi rồi, khéo bị cảm mất. Shino, chính em đã thấy có một bóng ma ở trước cửa phòng ngủ. Cô ta cứ liên tục réo gọi tên em. Làm gì có chuyện đó chứ? Hay là em vừa nằm mơ thôi? Không thể nhầm lẫn được. Anh nhìn kìa, chính em đã lấy Ufuda để đuổi hồn ma đó đi.
Cô ta đã tan biến như một làn khói vậy. Iyo, nhiều khi chúng ta mệt quá còn có thể làm những điều mà chúng ta không thể biết khi đang say ngủ. Em nên bình tĩnh lại và lên giường đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi đấy. Hy vọng là hồn ma đó đã bị bùa phép đuổi đi rồi, cô ta sẽ không còn quay lại ngôi nhà của chúng ta nữa. Thôi nào, đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, Iyo. Chà, củi ở đây cháy thật đượm, chẳng mấy chốc hơi ấm sẽ lan tỏa khắp phòng. Đêm ở Aizuwa Kamachu thật là lạnh, dù tiết trời cũng vào xuân rồi. Iyo, cô là Iyo phải không? Lại là ngươi, ta không hề nằm mơ. Chính ngươi đã xuất hiện trước phòng ngủ của ta vào tối qua. Ngươi chưa bị Ofuda làm tan biến linh hồn ư? Không ai có thể làm cho linh hồn của ta tan biến. Ta cần cô giúp cho một chuyện, Iyo. Loại ma quỷ các người chỉ chuyên đi hãm hại người khác, ta không thể tiếp tay cho ngươi được. Ta sẽ tìm cách để làm cho ngươi vĩnh viễn biến mất. Cô không có khả năng làm được điều đó. Giờ cô hãy lựa chọn đi, cô có giúp ta không? Không bao giờ. Ngươi hãy biến đi, đừng quay lại làm phiền ta nữa. Shino, cứu em, cứu em với. Shino, anh có nhìn thấy ngọn lửa trong lò không? Giờ thì anh tin những gì em nói rồi chứ. Đó là linh hồn của một bóng ma chưa được siêu thoát. Không biết cô ta là linh hồn giấc dưỡng ở quanh đây hay là chủ nhân của ngôi nhà này. Tại sao cô ta cứ bám riết lấy em? Hay là cô ta muốn làm hại em chứ? Anh sẽ không để em một mình nữa. Cô ta rất mạnh, chúng ta không thể chế ngự cô ta được đâu. Em sẽ đến miếu thờ, xin các vị thần linh bảo vệ ngôi nhà của chúng ta khỏi những điều tai ương. Được, để ngày mai anh sẽ đưa em đi sớm. Thì ra đây là hàng xóm mới của chúng ta. Chúng tôi ở ngay bên cạnh. Vợ chồng cô cậu mới tới, có gì cần giúp cứ ơi chúng tôi nha. Đúng rồi đấy. Thế anh chị ở đây đã quen chưa? Cảm ơn hai bác đã quan tâm tới vợ chồng tôi. Hai bác ở đây liệu có quen biết chủ nhân ngôi nhà này không ạ? À không, chúng tôi không biết gì đâu. Họ đã chuyển đi lâu lắm rồi nên chúng tôi cũng không qua lại. Thôi, chắc anh chị đang chuẩn bị đi đâu. Chúng tôi xin phép nha. Hình như họ muốn giấu chúng ta chuyện gì đó. Em cũng nghĩ vậy. Hai bác ấy lộ rõ vẻ sợ sệt và lo lắng khi nhắc tới chủ nhân ngôi nhà này. Chúng ta đi thôi, không muộn mất. Cầu mong cho họ được bình an. Hay, khéo có khi họ lại phải chuyển đi sớm đấy. Cô ta sẽ không tha cho họ đâu. Bé bé cái mồm, chúng ta nhanh đi thôi. Anh hãy đem những lá bùa này về treo trước cửa lớn và cửa sổ. Đồng thời nắm trâu này hãy trải ra khắp sân vườn. Ta đã xin thần linh bảo vệ ngôi nhà của hai vị rồi, nhưng cũng không biết những bùa phép của nhà chùa có thể chống lại pháp lực của yêu ma quỷ quái đó không. Dạ vâng, cảm ơn nhà sư, chúng con sẽ làm theo lời dặn của thầy. Không biết hôm nay bóng ma đó có tới không nữa. Chắc cô ta không thể nào địch được bùa phép ở miếu thờ đâu. Em chỉ mong sớm đuổi được bóng ma đi, để chúng ta có thể sống yên ổn ở đây. Nếu không cũng phải rao bán ngôi nhà này thôi, vì oan khí nặng nề quá, các linh hồn không thể siêu thoát được. Bên môi giới mua nhà thực tệ, họ đã cố tình giấu tất cả chuyện này để bán được căn nhà này cho chúng ta.
Em cũng đã gọi điện để trách họ điều này từ hôm trước rồi. Họ không tin những gì em nói. Chuyện này đúng là khó tin thật. Chắc là họ cũng không biết. Chúng ta hãy tự tìm cách giải quyết thôi anh. Địa thế và cả kiến trúc ngôi nhà này em đều rất thích. Izu, em có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng chuông gió ở cửa ra vào. Tiếng đập này là của một chiếc vù gỗ va vào rất mạnh, chứ không phải tiếng gió. Chính là cô ta đó. Để xem cô ta có vào nhà được không. Trời ơi, là cô ta. Hồn ma đó đã đến rồi. Cô đi ngay, đừng để ta phải ra tay. Ma quỷ không được phép hiện hồn trước con người. Điều mà cô đang làm trái với luân thường đạo lý, rồi cô sẽ phải chịu hậu quả. Ôi. Xin hai người đừng hốt hoảng, ta sẽ không làm hại hai người đâu. Vậy hết lần này đến lần khác, cô đến quấy rầy gia đình tôi làm gì chứ? Tôi chỉ mong hai vợ chồng cậu có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, để tôi có thể yên tâm rời bỏ trần gian này mãi mãi. Tâm nguyện cuối cùng ư? Thực ra tôi chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Trước đây tôi cũng như Izu vậy, có một người chồng yêu thương mình hết lòng. Nhưng số phận đã chia rẽ chúng tôi làm hai ngã khi anh ấy nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở chiến trường xa. Chúng tôi thậm chí còn không thể liên lạc được với nhau. Yumi, em ở nhà chịu khó đợi anh một thời gian, nhất định anh sẽ trở về nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc và có những em bé mạnh khỏe. Vâng, em sẽ chung thủy một lòng đợi anh về. Anh hứa sẽ bảo trọng và nhất định về với em nhé. Anh hứa. Tôi đã đợi anh ấy không biết bao mùa hoa nở. Nhiều người lính ở chiến trường đã trở về, nhưng anh ấy thì vẫn bận tâm tin tức. Tôi vẫn nuôi hy vọng từng ngày, cho đến khi... Cô Yumi xinh đẹp, chồng cô đã chết trận ở chiến trường rồi. Cô đừng lãng phí cả tuổi thanh xuân để đợi chờ trong vô vọng nữa. Chi bằng hãy thuận tình với ta. Ta là điền chủ sở hữu bao của cải trong tay. Ta sẽ làm cho cô sinh sống hạnh phúc suốt đời. Không, không, ta không cần những thứ đó. Người cút về đi, ta không thể phản bội chồng ta được. Đêm khuya thành vắng, lại lẻ loi có một mình khi tuổi xuân thì, lẽ nào em không thấy cô đơn sao? Để ta bù đắp cho em nhé. Đừng tới gần, nếu không tôi sẽ chết cho ông coi đấy. Tôi chỉ một lòng đợi chồng tôi thôi. Tôi bị chết oan nên không thể siêu thoát được. Tôi đã đi trả thù tên điền chủ đó và làm mọi người không ai dám đến gần căn nhà này. Mục đích chỉ là đợi cho linh hồn tôi trở về. Nhưng anh ấy đã tử trận ở nơi xứ người, không thể tự mình quay về được. Nên tôi chỉ còn cách nhờ vào vợ chồng anh chị. Mong hai người sẽ giúp chúng tôi được đoàn tụ bên nhau. Số mệnh của cô thật là thiệt thòi quá. Nhưng chúng tôi làm thế nào để tìm được phần mộ của chồng cô? Anh hãy đi theo hướng mũi tên này, nó sẽ chỉ đường tới ngôi mộ của chồng tôi. Đường xá xa xôi, nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ anh được bình an trở về. Được, nhất định tôi sẽ giúp cô. Theo chỉ dẫn của mũi tên, Shino đã băng rừng vượt núi để tìm ngôi mộ của người lính đã chết trận. Không biết trải qua đã mấy tháng ròng, cuối cùng anh đã tìm đến được một ngôi mộ vô chủ ở ven đường. Anh là chồng của cô Yumi đúng không? Tôi đã tìm được để đưa anh về nhà, cho hai người đoàn tụ. Cảm ơn hai người. Chúng tôi giờ đã không còn nuối tiếc gì ở trần gian này. Thật vui khi biết hai người có thể đoàn tụ. Hai người giờ là chủ nhân của ngôi nhà. Hãy thay chúng tôi viết tiếp một câu chuyện đẹp ở đây nhé. Từ đó,
Hồn ma Yumi không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa. Căn nhà xưa giờ tràn đầy hơi ấm và tiếng nói cười vui vẻ. Câu chuyện ly kỳ về ma nữ ở thị trấn Aizuwaka Machu sau này còn được kể mãi cho đến những năm tháng về sau. Tóm lại là em không tin anh chứ gì? Không. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa, anh không hề có ai khác ngoài em. Vậy cô gái đó là ai? Giữa hai người không có chuyện gì mà suốt ngày đi với nhau. Anh nói vậy ai có thể tin được chứ? Đó chỉ là đồng nghiệp của anh. Anh và cô ấy chung nhóm nghiên cứu nên thường phải đi cùng nhau. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, sao em chẳng bao giờ tin người yêu của mình mà cứ hỏi rồi gây sự hết lần này đến lần khác. Chẳng lẽ đợi bao giờ anh và cô ta cắm cho em cái sừng thật to thì em mới hỏi chắc? Anh nói rồi, không bao giờ có chuyện đó. Cứ cho là anh không có vấn đề gì, vậy sao con bé đó biết anh có người yêu mà cứ bám riết lấy anh hoài vậy? Còn đi chung xe nữa chứ. Em chúa ghét những kiểu con gái ỏng ẻo vô duyên, vô ý tứ như vậy. Em không muốn anh đến gần cô ta. Em không tin thì thôi, anh cũng không biết giải thích với em thế nào nữa. Mặc kệ, em nghĩ thế nào thì tùy. Ôi trời, trà chanh gì mà đắng ngắt thế này? Phục vụ đâu? Có chị đây. Chị là phục vụ bàn à? À không, chị là chủ quán trà chanh. Mấy bạn phục vụ bận khách quá nên để chị phục vụ em gái. Càng tốt, chị là chủ quán thì tôi càng dễ nói chuyện. Có việc gì thế em? Chị nhìn đi, quán chị đông khách mà chị làm cái ly trà chanh đắng ngắt như thế này à? Có phải quán dùng chanh héo để pha trà không vậy? Sao chanh trong ly trà này lại nát bét thế này? Khi pha có bao giờ quán dầm chanh nát bét vậy đâu? Thì tôi dầm đó. Thì sao nào? Điều đó liên quan gì đến cái vị đắng ngắt như chanh ôi chanh héo của ly trà này chứ? Em gái, chị thấy em đang tức giận lắm có phải không? Bởi vậy nên em mới xiết miếng chanh mạnh như thế này. Sao chị biết? Chẳng lẽ chị theo dõi tôi ư? Chị đâu dám. Chẳng là hai người to tiếng quá nên tôi dù không muốn cũng phải nghe đó chứ. À thì Tôi em gái, chị thấy trông em rất hiền hậu đáng mến. Nói thật, vừa rồi thấy hai người to tiếng, chị cũng đoán được vài điều đang diễn ra. Thế chúng tôi to tiếng quá sao? Chị và mấy người xung quanh nghe thấy thật sao? Người ta nghe câu được câu chăng, chắc cũng chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng chị đứng ở cái bục kia gần bàn em quá nên chắc là nghe rõ hơn họ. Em thật là xấu hổ. Cũng tại anh ta ra ngoài lén lút gặp gỡ người khác sau lưng tôi. Bảo sao em không tức giận cho được chứ? Em tìm hiểu kỹ chưa? Nhiều khi sự việc không như em thấy và nghĩ đâu. Em chắc chắn là như vậy. Em còn lạ gì anh ta nữa. Mà thôi, ly trà chanh này đắng rồi, hãy lấy cho em một ly khác. Em đang rất khát. Thực ra ly trà chanh khi pha ra không hề đắng, chỉ vì bị trà vỏ quá mạnh nên vị đắng mới tiết vào trong trà mà thôi. Nhưng chị nói với em một bí mật ẩn sau ly trà chanh đắng ngắt này, em có muốn nghe không? Sao? Bí mật của ly trà chanh nữa? Đúng vậy. Với ly trà chanh đắng ngắt này, em chớ vội nóng giận, bởi em chỉ cần đợi một lát nữa thôi là vỏ chanh sẽ bị nước ngấm hết. Tất cả vị đắng đã tan trong trà và sẽ làm nước trà trong lại và rất ngọt. Vậy cần phải đợi bao lâu để lấy hết mùi vị từ lát chanh vậy? 10 tiếng, em sẽ có một ly trà chanh tuyệt diệu.
10 tiếng và nước trà sẽ trở lại vị ngọt. Đúng vậy, mà không phải chỉ có trà. Nếu em kiên nhẫn và chịu đựng trong 10 tiếng, em sẽ thấy nhiều việc trong cuộc sống không đến nỗi tồi tệ như em nghĩ. Kiên nhẫn và chịu đựng trong 10 tiếng ư? Bây giờ là 10 giờ sáng, mình sẽ thử xem lời chủ quán trà chanh có chính xác không. Thật là ngon, mùi vị của nó thật là tuyệt. Đây là ly trà chanh ngon nhất từ trước đến giờ mà mình được uống đấy. Quả không bỏ công mình chờ đợi trong 10 tiếng nhỉ. Là anh. Xin lỗi em, anh đã sai khi nóng giận và nói những lời không phải. Hãy cho anh vào nhà và có cơ hội giải thích với em nhé. Ồ, một ly nước chanh ngon tuyệt. Là em pha đó sao? Đúng vậy, ly này do chính tay em pha. Thực vậy sao? Anh không tin đâu. Trước giờ em pha nước chanh thường có vị đắng của vỏ chanh mà. Là bởi ly trà chanh này đã được để đến 10 tiếng. Cái gì? 10 tiếng sao? Đúng vậy, đó là kỹ thuật pha chế trà chanh đó. Sau khi dầm nát vỏ chanh và để vị đắng của nó hòa trong nước chanh, trong 10 tiếng nó sẽ trở thành một ly nước chanh ngon nhất. Thật vậy sao? Nếu cố vắt chanh vào trong trà trong 3 phút, sẽ thấy trà đắng và nước không trong. Nhưng nếu khi đợi vị đắng của trà hòa tan vào trong nước trong 10 tiếng, thì nước trà sẽ rất ngon và đậm vị. Từ lúc nào em biết kỹ thuật pha trà chanh mới lạ này vậy? Bí mật. Nhưng anh có biết từ ly trà chanh em thấy điều gì không? Đó là nếu mình biết chờ đợi kiên nhẫn và cẩn thận nếm nó, thì nó sẽ đem lại những giây phút tuyệt diệu cho mình. Nếu như mọi lần cãi nhau, em sẽ lại tìm đến anh, nói những lời cay đắng, thậm chí nói lời chia tay và giận dỗi vài ngày, thì hôm nay em đã về nhà pha một ly nước đắng ngắt với vỏ chanh trong đó. Em đã ngồi ngắm nó một lúc lâu, suy nghĩ về mọi chuyện và cảm thấy mình thật là nóng vội. Cho đến khi anh tìm đến xin lỗi, em mới khẳng định rằng triết lý của ly trà chanh đắng ngắt này hoàn toàn đúng. Từ giờ, mỗi khi tranh luận gì, mình đừng nên thiếu bình tĩnh mà nói những lời nóng vội, phũ phàng với nhau. Anh nhé. Anh hiểu rồi, anh có lỗi với em. Từ giờ, mỗi lần xảy ra chuyện gì, chúng ta hãy cùng nhớ đến ly trà chanh đắng ngắt này. Chúc mừng anh David nha. Giờ anh giàu có nhất cả thôn này rồi. Bao nhiêu lúa mì chuyển xuất khẩu đều lấy từ kho nhà anh tất. Nhất anh David, trẻ người mà sự nghiệp chắc chắn quá. Và ở cái làng này gần 7 cái thập kỷ rồi mà chưa thấy trường hợp nào giàu lên. À không, phải gọi là thành triệu phú chỉ sau một đêm chứ. Cái thằng Stephen nhà tôi á, ôi chao, 40 tuổi đầu còn chưa làm được cái trò trống gì. Mẹ này, chỉ là con chưa đến thời thôi. Bỗng dưng giá lúa mì tan giọt, chú David đây thì có cả một trang trại lớn như vậy. Đấy gọi là thời tới cản không kịp. Nghèo thì khó, chứ giàu chả mấy chốc mà đến đâu. Dạ đúng đó cụ, cũng do con may mắn một chút ạ. Mà thôi, tối nay gia đình con có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, coi như là mời hàng xóm láng giềng sang chung vui. Mọi người nhớ tới nhé. Được được, chúng tôi không từ chối đâu. Không thể tin được,
tên David kia trông hơm hèm thế mà lại có thể thành triệu phú sao? Lại còn phất lên nhanh như vậy, thật không công bằng mà. Mình có ăn học đàng hoàng, kỹ sư nông nghiệp ra, chứ có phải chân đất mắt tuyết đâu. Vậy mà tên đó lại dám vượt mặt mình. Cây thực, sao mình lại không đi trồng lúa mì cơ chứ? Có phải là bây giờ no ấm rồi không? Mình này, tôi nhận ra cơ hội đến với mỗi người là bất chợt. Tên David kia mà có thể thành công sau một đêm, thì tôi chắc chắn sẽ còn thành công nhanh hơn nữa. Sao thế? Mình tính làm gì vậy? Tôi nghĩ rồi, bỏ hết vườn rau kia đi. Chúng mình trồng khoai tây. Khoai tây thời gian thu hoạch sớm, chỉ tầm 13-18 tuần là có thể thu hoạch được rồi. Một lợi thế lớn của việc trồng khoai tây nữa là thời gian lưu trữ dài. Không được giá, ta có thể đợi khi nào giá tốt rồi đem đi bán. Nhất định sẽ thành công. Đó giờ mình đã trồng khoai tây bao giờ đâu. Ít ra cũng nên hỏi học người đi trước cho chắc chứ. Chưa chi đã vội vàng thế này à? Mình không hiểu. Tôi năm nay 35 tuổi rồi. Mục đích của cuộc đời tôi là phải trở thành triệu phú năm 40 tuổi. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Không có thời gian để học tới học lui đâu. Thấy ổn thì nên tranh thủ mình ạ. Tôi có cách thành công hơn. Mà mình chẳng phải mất thời gian trồng khoai tây làm gì. Mình muốn thử chứ. Thật sao? Mình thật là cô vợ tâm lý. Hãy chỉ tôi cách thành công càng nhanh càng tốt xem nào. Tôi nói nhỏ mình nghe chuyện này nhé. Có lần David đã kể cho tôi nghe, anh ấy được nhà thông thái Robert mách bảo trồng lúa mì đấy. Kết quả lúa mì tăng giá, anh ta nhanh chóng trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Thật sao? Vậy sao mình không nói với tôi sớm chứ? Còn chần chờ gì nữa? Mai chúng ta cũng phải đi gặp nhà thông thái đó ngay thôi. Tôi đã nghi trong bụng tên David kia thì biết cái quái gì về làm giàu. Giờ thì rõ mồn một rồi. Dạ, con chào thầy Robert ạ. Con được biết thầy là nhà thông thái nhất vùng này. Hôm nay con cúi đầu trước mặt người để thầy thương tình chỉ cho con cách trở thành triệu phú nhanh nhất có thể. Được việc, con nguyện chẳng quên ơn thầy đâu. Nếu như có thể quét sạch hết toàn bộ số lá rụng trong sân này, ta sẽ nói cho con biết cách làm sao có thể trở thành triệu phú. Nhưng sao lại là quét sân cơ chứ? Có nhầm lẫn gì không ạ? Cái con cần là một lời mách bảo, thưa thầy. Quyết định luôn nằm trong tay con. Dạ thôi được rồi ạ. Con sẽ làm theo lời thầy. Trong sáng nay con sẽ quét sạch hết lá ở chiếc sân này. Sao lại kêu mình quét sân chứ? Nó thì có liên quan gì tới việc làm giàu nhỉ? Mình có nên tin vào lời của nhà thông thái này không? Khó hiểu thật. Thôi cũng đã đến đây rồi, thì cứ nghe theo vậy. Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ, mau báo thầy thông thái ngay để về còn kịp làm giàu. Dạ thưa thầy, con đã quét sạch sẽ, không còn một chiếc lá rụng trên sân, đúng theo lời thầy bảo ạ. Con chắc chắn là đã thực sự xong hoàn toàn rồi chứ? Dạ đương nhiên rồi, con chắc chắn thưa thầy, thầy có thể nhìn thấy rất rõ mà. Chuyện này ôi công sức của con. Những chiếc lá mùa thu này nhất định cần phải chờ đến mùa đông, sau khi rụng hết mới có thể quét sạch được. Đợi đến mùa đông mất tận 6 tháng nữa, con chẳng còn thời gian đâu thưa thầy. Jackson à, dục vọng của con lúc này giống như những chiếc lá không thể quét hết trên sân. Trong lòng con có dục vọng của cả một năm, nhưng chỉ có lòng nhẫn nại của đúng một ngày. Dạ thưa thầy, con dù sao hôm nay con cũng đã bỏ ra một chút công sức. Để bù lại, ta sẽ chỉ cho con cách khác để trở thành triệu phú. Đó là để trả công cho con ngày hôm nay. Trên đường trở về,
các con sẽ đi ngang qua một căn nhà kho lớn, trong đó chứa 100 bao lúa mì. Các con hãy giúp ta khiêng các bao lúa mì này ra bên ngoài kho. Sau khi hoàn tất, sẽ thấy một căn phòng chứa đầy vàng hiện ra. Theo như thầy ấy nói, thì sau cánh cửa này chính là một kho vàng đấy mình ạ. Chúng ta sắp giàu to rồi. Thành quả của mình đấy, anh hãy mau mở cánh cửa ra đi. Thật hết chịu nổi mà. Rốt cuộc là ông ta định làm gì vậy? Đây là vàng mà ông ta nói sao? Chỉ là một túi hạt màu đen vô nghĩa. Nhà thông thái à, quá sức chịu đựng của chúng tôi rồi. Đây là số vàng mà ông nói sẽ thưởng cho tôi hay sao? Ông nghĩ chúng tôi là trẻ em lên ba hay sao mà lừa chúng tôi như vậy? Vàng ở trên tay người đó thôi. Ông thôi đi, ông muốn ám chỉ điều gì mới được chứ? Jackson, 100 bao thóc vợ chồng ngươi vừa mới vận chuyển đều bắt nguồn từ hạt giống trong cái túi nhỏ này. Phải mất thời gian 4 tháng mới trổ ra được. Lòng nhẫn nại của con còn không bằng một bao hạt giống nhỏ. Vậy thử hỏi, làm sao nghe thấy được âm thanh của tài phú đây? Nhưng không phải ông đã giúp David phát tài trong một đêm sao ạ? Tôi cũng muốn được may mắn như vậy. David được như hôm nay, bản thân cậu ấy cũng đã phải nỗ lực mất 3 năm trồng lúa mì, và rồi dung dáng mở rộng quy mô mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Tất cả đều nằm ở sự nhẫn của một con người. Nhẫn nại là yếu tố làm nên nhà triệu phú. Con đã hiểu chưa? Dạ thầy ơi, con hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy đã giúp con nhận ra khuyết điểm của mình. Từ giờ con sẽ kiên nhẫn, suy nghĩ thấu đáo và chăm chỉ gây dựng sự nghiệp. Mary à, anh cảm ơn em nhiều lắm vì đã luôn đồng hành cùng anh. Từ nay anh hứa sẽ thay đổi, chúng ta bắt đầu gây dựng lại em nhé. Bây giờ anh nhận ra là tốt rồi, không có gì là quá muộn cả. Anh yêu. Đẹp quá anh ơi, con đường thật là thơ mộng. Như chuyện tình hai ta phải không em? Nhưng em thì không thích chuyện tình thơ mộng mãi đâu. Em muốn xây dựng nó thành một hạnh phúc thiết thực hơn. Em muốn gì cũng được. Anh chỉ mong sớm đến ngày chúng ta cưới nhau. Cưới em rồi anh sẽ không còn lo nữa. Lo gì chứ? Còn em lo lấy nhau rồi, anh có còn đèo em đi chơi thế này nữa không? Tất nhiên là có chứ, anh sẽ đèo em đi chơi. Cho đến lúc chúng mình già không đi được nữa thì thôi. Dạ, đến nơi rồi. Đây là nhà của anh đấy hả? Em vào nhà đi. Em thấy không tự tin. Em yên tâm, mẹ của anh hiền lắm. Em vào nhà nào. Thôi, hay là để lần khác vậy anh? Thôi nào, cứ lần lửa mãi đến bao giờ. Anh muốn giới thiệu em sớm với gia đình anh. Trước sau gì cũng gặp mà. Đi, vào đi em. Có anh ở bên, tự tin lên. Có gì anh nói đỡ cho em, lo gì. Hai đứa ngồi chơi, để cô vào gọt hoa quả. Dạ, cô để cháu vào gọt cho ạ. Đó là cô bé mồ côi nhà nghèo mà con vẫn thường hay nhắc đấy ạ. Nhớ lời mẹ dặn đấy, con đang còn trẻ, yêu đương cũng được, nhưng chỉ yêu thôi. Mọi sự của con đều có mẹ sắp đặt, nên đừng để con bé tưởng bở gì đấy. Kìa mẹ. Hai đứa cứ ngồi chơi, ba có việc phải làm bây giờ. Con yêu Mai, con không lấy ai ngoài cô ấy đâu. Xin mẹ đừng ngăn cản con. Mẹ phải nói bao nhiêu lần con mới chịu hiểu hả Phúc? Mai nó không phù hợp với gia đình mình, con hiểu không? Chuyện lấy vợ không phải chuyện riêng của một mình con. Con nên nghĩ cho thể diện gia đình mình một chút chứ. Con vẫn tin vào quyết định của mình,
Mai tuy mồ côi, nhưng cô ấy cũng học hành tốt và ngoan ngoãn không kém ai. Con đừng có cứng đầu. Nuôi con từ bé đến lớn, chưa thấy con cãi mẹ bao giờ. Thế mà giờ, vì cái con bé Mai đó, con dám cãi mẹ. Nhưng mẹ thừa biết con rất yêu Mai. Con chưa yêu ai như thế cả, và con chỉ muốn cưới Mai thôi. Không nhân nhị gì hết. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Các cụ ta đã dạy bảo từ xưa đến nay thế rồi. Và thế nhà ta không thể lựa chọn con dâu bừa bãi được. Đó là quan điểm thời xưa rồi. Mẹ cứ dinh vào đấy làm gì? Con và Mai tìm hiểu và đến với nhau bằng tình yêu. Chẳng lẽ mẹ không muốn con hạnh phúc sao? Hạnh phúc dựa vào nhiều thứ lắm, không chỉ tình yêu đâu. Mẹ mày sống từng nay tuổi rồi, biết rõ lắm. Nên con nghe theo mẹ. Cái Mai không hợp với nhà mình. Con mặc kệ đấy, con không thể xa Mai đâu. Cái gì? Trời ơi, mẹ phải nói thế nào thì con mới hiểu được hả Phúc? Mà mẹ nói con biết, xưa nay mấy đứa con gái nhà nghèo thật dụng ghê lắm. Cứ bám lấy ai giàu có mà theo đấy. Chắc gì đã yêu đương thật lòng. Không khéo, con bị con bé Mai đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi cũng nên. Mai không phải là người như vậy đâu mẹ ơi. Mẹ cứ tiếp xúc với cô ấy nhiều, mẹ sẽ hiểu về con người cô ấy. Thôi, mẹ không muốn nói nhiều nữa. Nếu con vẫn tiếp tục yêu và tiến tới với con bé đấy, thì coi như ba mẹ này đã chết rồi. Mà mẹ cũng chỉ có mình con. Con làm thế, mẹ cũng không thiết sống gì nữa đâu. Kìa mẹ, mẹ. Anh đi du học về, có sự nghiệp trong tay rồi, thì lúc đó gia đình không thể quản được chuyện tình cảm của anh nữa. Mẹ cũng đã hứa với anh rồi, em nhất định phải đợi anh nhé. Liệu khi đó mẹ có đồng ý không? Hay là... Em yên tâm, anh chỉ muốn cưới em. Vì vậy, dù bao lâu, nhất định anh vẫn quay về cưới em. Hãy vững tin và tin ở anh. Vâng, em tin, em sẽ đợi anh. Bốn năm sau. Anh cho em tới hẻm Hòa Bình nha. Dừng. Cô Mai chuyển đi lâu rồi chú ạ? À, chừng cũng 4 năm rồi thì phải. Chúng tôi không có liên lạc gì với cô ấy cả. Cô ấy đã có gia đình rồi sao? Có phải sự thật như những gì mắt mình vừa thấy không? Ôi không, mình không muốn tin. Tại sao Mai lại phụ bạc mình? Tại sao chứ? Mình đã dặn là chờ mình kia mà. Sao con về muộn thế? Mẹ chờ con mãi. Cứ tưởng con xuống sân bay cách đây mấy tiếng rồi chứ. Gọi điện cho con không được. Mệt lắm không con? Con xin lỗi. Con đến tìm Mai, nhưng cô ấy không còn ở đó nữa. Con mất tin tức của cô ấy ngay khi đi nước ngoài một năm. Tại sao lại thế hả mẹ? Vừa về đến nơi, con đã đi tìm Mai rồi hả? Con sốt ruột nên đến tìm cô ấy luôn. Xin lỗi mẹ. Con cứ nghỉ ngơi đi đã. Ngày đó trước khi đi du học, mẹ hứa ở nhà sẽ thường xuyên liên lạc chăm sóc Mai giúp con mà. Tại sao mỗi lần con hỏi về Mai, mẹ đều im lặng hoặc lảng tránh? Thực ra mẹ không muốn giấu con, nhưng nói ra sợ con buồn. Cái Mai à, nó chờ con không được, đã đi lấy chồng rồi. Nghe đâu lấy chồng giàu có lắm. Mẹ cũng không gặp nó từ ngày ấy. Mẹ, mẹ nói thật chứ? Đúng là thế con ạ. Sao có thể như thế được? Con không tin. Chúng con đã hẹn ước với nhau trước khi con đi du học rồi cơ mà. Mai không phải là người bội ước như vậy. Mẹ sao phải nói dối con? Con ạ, 4 năm tuy không dài, nhưng cũng đủ thay đổi một con người. Nhất là những thứ sang trọng mà người ta khao khát. Mẹ không muốn con lãng phí thời gian thêm nữa. Con hiểu ý mẹ không? Mẹ đã làm gì cô ấy phải không? Mẹ vốn không ưa cô ấy mà.
Sao con lại nghĩ xấu về mẹ như thế? Trong khi con bé Mai đấy, nó là người đã phản bội con. Con đúng thật là... Con xin lỗi, chỉ vì con quá đau buồn. Con xem, vừa mới bay từ nước ngoài về sau bao năm, con không về nhà mà chạy đi tìm cô gái đó ngay. Rồi để nhận được gì? Là sự phản bội đấy con biết không? Con nhìn lại xem, bây giờ ai là người bên cạnh con? Nuôi con lớn khôn để rồi thế này đây. Những lời nói của con thật sự quá đau lòng cho sự chờ đợi của mẹ. Một thời gian sau, cô nhớ hoàn tất hợp đồng cẩn thận nha. 9 giờ sáng nay chúng ta sẽ gặp đối tác. Con uống cốc nước hoa quả rồi hắn đi làm. Công ty nhà ta từ ngày có con tiếp quản càng ngày càng phát triển. Mẹ tự hào về con lắm. Đó là nhờ công chỉ dạy của mẹ. Con trai mẹ tài giỏi nữa chứ. Cứ như thế này mẹ nỡ mày nỡ mặt lắm đó. Con có biết không? Thôi, con phải đi đây, kẻo muộn. Con đi đi. Nó cứ thế này thì có phải mừng không? Đúng là bao công sức mình đã bỏ ra cũng xứng đáng lắm. Không muốn báo với cô điều này, nhưng cũng không muốn cô phải mất thời gian chờ đợi. Tôi đến đây để nói với cô rằng thằng Phúc nhà tôi đang chuẩn bị cưới vợ rồi. Cô hãy quên nó đi. Bác nói thật ư? Tôi cất công đến đây để nói khống với cô sao? Mà thật tình cô và nó hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Cô không phù hợp với thằng Phúc nhà tôi đâu. Cô nên nhận biết điều đó từ sớm mới phải. Cháu yêu anh Phúc thật lòng. Anh Phúc cũng thế bác ạ. Tình yêu của chúng cháu hoàn toàn trong sáng, không có chút vụ lợi trong đó. Xin bác đừng hiểu lầm, tội cho cháu ạ. Thì nào, tôi có bảo cô và thằng Phúc không yêu nhau thật lòng? Chỉ là tình yêu thôi không chưa đủ. Vả lại, giờ thằng Phúc cũng có nơi có chốn rồi. Đàn ông mà, nói yêu đấy, nhưng sau đó gặp người khác vừa đôi phải lứa hơn là quên ngay ấy mà. Thật ư bác? Tôi cũng là đàn bà con gái. Tôi khuyên thật, tuổi xuân có thì, đừng đợi chờ làm gì, rồi thì lại lỡ dở, đến lúc đó trách ai. Thôi, tôi cũng nói từng đó, hẳn cô hiểu cả rồi. Chào cô, tôi về. Chuyên tâm vào công việc thế này mới đúng là con mẹ chứ. May mà con cũng đã quên con bé Mai ấy. Giờ cũng đến lúc mẹ tìm cho con một mối môn đăng hộ đối rồi. Thưa anh, đây là địa chỉ em tìm được. Em có đến và thấy người đó giống như người trong ảnh anh đưa cho em đấy ạ. Cảm ơn cậu. Tôi muốn một lần đối mặt với em cho ra lẽ. Rất muốn biết tại sao em lại thay đổi, dội quên đi lời ước hẹn của chúng ta. Em đã làm tan nát trái tim tôi. Anh có đi nhầm đường không vậy? Không đâu ạ. Tôi đi theo đúng như địa chỉ trong giấy đó ạ. Sao lại thế nhỉ? Mình lại cứ tưởng là cô ấy ở khu giàu có chứ nhỉ? Quá ra em bán rẻ lương tâm để đi đến nơi này sao? Cuộc sống xa qua với ông chồng giàu có của em là khu ổ chuột này sao? Đàn bà thật độc ác. Đi thôi, đưa tôi về công ty. Mình không vào đó nữa à? Thôi, như thế này là tôi đủ hiểu rồi. Tìm hiểu sâu hơn chỉ tổ đau lòng. Này, thần thái của cậu dạo gần đây khá khẩm lắm. Chuẩn bị lấy vợ đi thôi, chứ cứ định làm FA mãi thế này sao? Đẹp trai, nhà giàu, đại gia, chọn đâu chẳng được vợ mà cứ kén. À, cũng phải kén chứ. Gớm đẹp đẽ lắm mà còn bày đặt. Chủ quán đâu? Tính tiền.
Hóa ra cô ấy là người đàn bà biến chất, nay cặp người này mai cặp người kia, thật dơ bẩn. Thế mà bao lâu mình vẫn luôn đau đớn nghĩ về cô ấy và trách mẹ. May thay, mình đã trách lầm mẹ. Trời ơi, Mai, mẹ, Mai, Mai ơi, tỉnh lại đi em, Mai ơi. Mẹ đang qua đường, không để ý có chiếc xe đi tới. Cô ấy ngoài người đẩy mẹ bắn ra, thì ra là cô Mai. Mẹ, xin lỗi. Mai, đừng bỏ anh sai rồi. Trời ơi, sao lại oan gia thế này? Mẹ sợ con mủ nên vội vã đến đưa giấy tờ cho con. Nào ngờ là tại mẹ tất. Con chúng ta, anh làm ơn nuôi nó. Em nói gì? Mai ơi, con chúng ta sao? Em vừa nói gì vậy? Mai ơi, đừng bỏ anh. Mẹ dặn đưa con sổ này cho bố. Hãy tha lỗi cho bố. Con trai, bố đúng như hình dung của con trong mỗi lần mẹ kể về bố. Ôi, con tôi. Mai ơi, giá như thời gian quay trở lại, anh có lỗi với em. Là lỗi tại mẹ. Mẹ cứ nghĩ mình là mẹ thì được quyền định đoạt hạnh phúc của con. Nào ngờ mẹ đã sai thật rồi. Phúc ơi, Mai ơi, mẹ biết Mai có con, nhưng vì danh dự, vì tự trọng bản thân đã phớt lờ và kiên quyết không chịu thừa nhận đứa cháu của mình. Mẹ ngàn lần sai rồi. Thời gian cũng không thể quay lại được nữa mẹ à. Con trai, bố có lỗi với mẹ của con thật nhiều. Từ giờ bố thay mẹ chăm sóc cho con nhé. Bố yêu con. Cha uống nước đi, lát nữa con sẽ đi mua đồ ăn. Anh Mô Hành, anh đã chấm tiền nhà gần 2 tuần rồi, anh tính khi nào mới trả tôi đây? Chị Ruta, tôi mong chị cho thư thêm mấy hôm. Lần nào tôi đến đây thu tiền, anh cũng lấy lý do này nọ. Thật tội cho bố con anh Mô Hàn. Bố thì ốm bệnh, thành phố lại bị cách ly, họ chẳng có cách nào để kiếm sống. Chị Đu Ta, gần đây thành phố có lệnh cách ly, tôi không thể tìm được việc làm nên không có thu nhập. Không dây dưa nữa, nếu 2 ngày sau mà cha con anh không đóng tiền nhà cho tôi thì sắp xếp đồ mà cuốn xéo khỏi đây đi. Cha ăn bánh cho nóng. Của con đâu? Cha cứ ăn đi, lát nữa con sẽ ăn sao? Nhưng con chỉ mua có một cái bánh này thôi mà. Chúng ta không còn nhiều tiền nữa cha ạ. Chúng ta phải về nhà thôi, Yuti. Cha muốn về nhà sao ạ? Nếu còn tiếp tục ở lại đây thì cha con ta sẽ chết đôi mất. Nhưng chúng ta sẽ về nhà bằng cách nào bây giờ? Tàu hỏa đã bị cấm chạy do lệnh cách ly rồi cha ạ. Cha, con đã tìm ra cách để chúng ta về quê rồi. Con nói gì vậy? Cha cứ ra ngoài này sẽ rõ. Chiếc xe đạp cũ của ai vậy? Con mua chiếc xe này. Con mua sao? Đúng vậy, con đi đến chợ đồ cũ và thấy người ta vứt nó ở góc chợ. Nó rỉ sắt và vành xe bị cong nữa. Người ta định đi bán sắt vụn, nhưng mà con thấy nó vẫn có thể đi được.
mình cũng đâu có cần phải đẹp đúng không cha? Nhưng con mua để làm gì? Chúng ta đâu cần tới nó. Cha, chúng ta sẽ về nhà bằng chiếc xe này. Về nhà bằng chiếc xe đạp cũ này ư? Vâng, con sẽ đèo cha. Nhà chúng ta cách đây những 1.200 km. Con chỉ mới 15 tuổi, lại là con gái, sức đâu mà con đạp nổi một đoạn đường dài hơi như vậy. Trong khi con lại còn chở ba nữa thì không thể đâu. Cha à, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Bác Mara, anh Rachel, tạm biệt mọi người. Bác có chuẩn bị chút đồ ăn, cháu mang đi đường ăn nha. Cháu cảm ơn bác Mara. Tạm biệt mọi người. Cầu mong hai cha con họ bình an về tới nhà. Tiếc là chúng ta không thể giúp đỡ họ nhiều hơn. Phải có cách gì đó để giúp cha con họ. Yuti, trời tối rồi, chúng ta phải tìm chỗ nghỉ lại thôi. Cháu chào bác, cha con cháu đang trên đường về quê mà trời tối rồi. Bác có thể cho hai cha con cháu ở nhờ một đêm được không ạ? Sáng mai cha con cháu sẽ đi sớm. Bác không thể cho người lạ ở nhờ được. Hơn nữa tình hình dịch bệnh thế này, nhỡ bị lây nhiễm thì sao? Hai cha con thông cảm đi tìm nhà khác vậy. Quanh đây có rất ít nhà mà trời lại tối rồi. Bác thương tình cho cha con cháu ở chỉ một đêm thôi ạ. Không được, hai cha con hãy đi đi. Nếu đã vậy, chị có thể cho cha con tôi ở nhờ dưới mái hiên này được không? Vậy được, hai người hãy ở lại đi. Tôi sẽ để điện sáng cho hai cha con. Cha ăn bánh đi. Ôi, hết nước mất rồi. Bác có thể cho cháu xin một chai nước uống được không ạ? Thật may là có bánh của bác Mara cho, để chúng ta mang đi ăn dọc đường. Số bánh này có thể ăn được tới hết ngày mai đấy cha ạ. Đường về nhà còn xa lắm. Những ngày sau, hết thức ăn nước uống rồi thì chúng ta biết làm thế nào? Cha đừng lo, ở đây con còn một ít tiền có thể mua đồ ăn, nước uống thì chúng ta có thể xin dọc đường. Cảm ơn chị đã cho hai cha con tôi ở lại. Tôi có ít bánh và nước, hai cha con mang theo dùng trên đường nha. Ấy chết, chúng tôi không thể nhận được. Hai cha con đừng ngại. Cháu ngoan quá, chúc hai cha con lên đường bình an, sớm về đến nhà nhé. Trời đất, Yuti, chân con đã bị sưng đỏ lên rồi. Con không sao cha ạ. Mấy ngày trời đạp xe liên tục, đứa trẻ như con làm sao mà chịu được. Tất cả là tại cha. Nếu cha không bị bệnh thì cha đã có thể chở con. Con đâu cần vất vả đến vậy. Cha đừng nói vậy, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng kể đâu ạ. Yuti, dừng lại một lát đi con. Xin lỗi, anh cho tôi hỏi một chút, không biết anh đang đi về đâu vậy ạ? Tôi tới thị trấn Ahil, cách đây 60 km. Anh có thể cho cha con tôi đi nhờ tới đó được không? Cha con tôi đèo nhau bằng xe đạp đi từ New Delhi về quê đã mấy ngày trời. Mong anh có thể cho cha con tôi đi nhờ đoạn đường này. Hai người đạp xe từ New Delhi tới đây sao? Trên đường đi tôi đã thấy rất nhiều người thậm chí còn phải đi bộ về quê. Tôi sẽ cho hai cha con đi nhờ. Được anh cho đi nhờ, cha con tôi đã đỡ vất vả được phần nào. Nhất là con gái tôi. Tôi bị bệnh, sức khỏe yếu nên con bé đã phải đèo tôi suốt dọc đường. Đến đôi chân cũng bị trầy sưng đỏ cả lên rồi. Thật tội nghiệp. Trên đường đi tôi đã chứng kiến nhiều người bị tai nạn. Có người còn mệt quá
bị trúng nắng ngất đi. TV đưa tin là nhiều người còn tự tử vì túng quẫn quá đấy. Thế sao? Cháu đúng là cô bé ngoan, còn nhỏ mà đã có thể đèo cha cháu đi xa như vậy. Cháu không còn cách nào khác chú ạ. À, dù cháu rất mệt nhưng cháu vẫn cố gắng. Cháu phải đưa cha về nhà. Hai cha con lên đường bình an nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn chú nhiều ạ. Cố lên vô tim. Em đúng là cô gái có trái tim kiên cường. Chúc hai cha con sớm về được nhà mình. Nhìn họ mà tôi rơi nước mắt. Cố lên con gái. Cha, cha nhìn kìa, chúng ta đã về làng rồi. Cha, chúng ta đã đến nhà rồi. Cuối cùng thì hai cha con đã về tới rồi. May mà có vô ti. Nếu không thì có lẽ tôi không thể về gặp mình được rồi. Vô ti, hai cha con vất vả nhiều rồi. Con có mệt lắm không? Con không sao mẹ ạ. À, cháu đúng là một người con hiếu thảo và cũng rất bản lĩnh vô ti ạ. À, bác là... Bác là đại diện của Liên đoàn Đạp xe Ấn Độ. Bác đã biết đến câu chuyện cháu đạp xe 1.200 km đưa cha về nhà. Làm sao bác biết được việc đó ạ? Là nhờ bài báo này. Cha ơi, bài báo này của anh Rancho viết. Đúng vậy, tác giả bài báo này là nhà báo trẻ Rancho. Câu chuyện của cháu đã làm rất nhiều người xúc động và cảm phục đấy vô ti ạ. Đó là điều cháu nên làm cho cha thôi ạ. Liên đoàn đạp xe nước ta muốn mời cháu tới New Delhi để tham gia tuyển sinh làm vận động viên. Cháu có thể dự tuyển làm vận động viên ư? Tuyệt quá, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Hành trình vượt 1.200 km của Yoti đã nhận được sự đồng cảm từ tất cả mọi người. Yoti được Liên đoàn đạp xe Ấn Độ mời dự tuyển và còn được con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ivanka Trump biết tới. Ivanka đã gọi hành trình đạp xe đưa cha về nhà của cô bé là một chiến công tuyệt đẹp về sức chịu đựng và tình yêu thương. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật đầy cảm động về hai cha con ông Mohan và bé Yoti 15 tuổi tại Ấn Độ.